Lạc Việt xin kính chào Linh Mục Tadio Nguyễn Văn Lý. Thưa cha, nhân lời kêu gọi tuần lễ thứ 9 tổng biểu tình toàn quốc để cứu nguy đất nước Việt Nam, cứu nguy dân tộc Việt Nam thoát khỏi trở thành Tây Tạng II. Nhân hôm nay cũng gần với ngày 30 tháng 4, ngày quốc hận cho cả nước sau 42 năm bị cai trị bởi nhà cầm quyền Cộng sản, cũng như 72 năm cho người dân miền Bắc đã chịu sống dưới cái ách của Đảng Cộng sản Việt Nam mà bây giờ chúng ta thấy hiện rõ như thế nào là sự cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thưa cha, thế thì trong suốt 42 năm qua cũng như 72 năm qua thì đa số người dân đã hiểu về nhà cầm quyền Việt Nam như thế nào? Xin kính mời cha. Vâng, kính thưa quý vị đồng bào Việt Nam thân yêu trong và ngoài nước, kính thưa tất cả quý vị đồng bào đang tham dự những chương trình kỷ niệm này, kính thưa ban tổ chức, hiện giờ người ta đang dùng những từ ta quyền, bào quyền, ác quyền, hắc quyền, nô quyền, độc quyền, nhà cầm quyền để chỉ về nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hiện nay. Chỉ khi bất đắc dĩ lắm thì người ta mới gọi đó là chính quyền. Những người có ý thức không bao giờ dùng từ chính quyền để chỉ loại nhà cầm quyền này. Sở dĩ họ bị gọi là ta quyền, bào quyền, ác quyền, hắc quyền, nô quyền, độc quyền, nhà cầm quyền là bởi vì cách thức họ chiếm đoạt quyền hành không được ngay chính, và nói đúng ra là một thứ cướp giật, cũng như chính họ cũng hay dùng là cướp chính quyền. Rồi khi họ đã cướp được cái quyền cai trị thì họ không phải là lãnh đạo đất nước, quản lý dân chúng trong êm đẹp đạo đức, mà họ dùng nhiều biện pháp không được ngay thẳng như thủ đoạn chính trị để thống trị dân chứ không phải phục vụ dân, và thống trị bằng các phương cách ác độc như khóa cửa nhà người ta rồi lấy keo 502 đổ vào để người ta không mở cửa ra nhà được. Hay là gần đây nhất là tịch thu ruộng đất của dân đem bán cho các công ty nước ngoài với giá cao gấp ngàn lần. Rồi khi dân phản đối thì tìm mọi cách để bắt bỏ tù một cách oan ức. Tệ hại nhất là bắt dân tắm biển và ăn cá biển đã bị nhiễm độc để quay phim chụp hình tuyên truyền rằng biển đã sạch, mà nhà báo nào ai lên tiếng nói lên sự thật thì tìm mọi cách để đánh đập, bắt giam, dùng nhục hình để tra tấn, dùng mọi cách để bưng bít. Rồi ví dụ như là nhúng điện thoại của dân vào nước, rồi thuê côn đồ tống xe vào dân để làm cho dân bị thương, rồi rải đá gai gậy sắt để
dù cho dân rơi vào bạo lực để có cớ mà đàn áp giải tán dân. Tệ hại nhất đó là nô quyền, tức là một loại ác quyền mà lại là nô lệ một ác quyền khác của nước ngoài, rồi bán rẻ tổ quốc, phản bội dân tộc, cắt đất, cắt biển, cắt đạo, dâng cho nước ngoài bằng các nhục ước. Rồi cho Conan ngoài bang thì vào nước để đàn áp dân, và chính mình thì cũng dùng Conan mà đàn áp dân theo lệnh của ngoài bang. Còn tổ chức bầu cử thì tìm cách định hướng, tìm cách bầu cử dân chủ giả, không cho đối lập cạnh tranh công bằng, không cho người dân tự ứng cử mà là chỉ định. Quen gọi là đảng cử mà dân bầu, tức là dân chỉ được bầu những ai mà đảng chọn thôi. Cùng lắm thì người ta gọi là nhà cầm quyền, có nghĩa là cái tổ chức đang cầm quyền chứ không phải là một chính quyền thực sự. Bởi vì cái loại nhà cầm quyền này thì luôn tuyên truyền xảo ngôn, quỷ quyệt, mờ ám, độc tài toàn trị, nói tóm là độc tôn, độc quyền và độc hại. Tất cả các loại nhà cầm quyền này thì đều chung nhau là gian dối, là ác xấu, là tàn độc, là bạo lực, là toàn trị, là độc tài, độc quyền, độc hại, là tham nhũng, là mê tiền, thì luôn luôn khủng hoảng, lung lay, chao đảo. Và các loại tà quyền này chắc chắn sụp đổ, không thể đứng vững và sẽ phải trao quyền lại cho toàn dân. Đó chính là số phận của bảo quyền Cộng sản Việt Nam hiện nay, chắc chắn phải đến những bước đường đó. Vâng, như vậy là trong suốt 42 năm vừa qua cũng như 72 năm cho dân miền Bắc, đa số dân Việt Nam đã hiểu về nhà cầm quyền Việt Nam như vậy. Thế thì bây giờ trở lại cái vấn đề chính danh của cái danh từ chính quyền. Thế thì chúng ta cần phải hiểu thế nào là một chính quyền cho một tương lai của nước Việt Nam thời hậu Cộng sản. Kính thưa cha. Cha ông chúng ta thường thường gọi nôm na là dân chính thì ngôn thuận, cho nên khi đặt cái danh xưng là chính quyền, chính phủ, chính trị thì đều cố ý nói rằng cai trị một cách ngay chính, một cách công chính, để phân biệt với tà trị, ngụy trị. Cho nên đã nói đến chính quyền thì tức là cái tổ chức vừa hợp pháp vừa hợp lý mà phải ngay chính đạo đức, để có thể giúp dân, phục vụ dân trong văn minh, một cách trong sáng lên mình. Điều đó mới gọi là chính quyền. Thì để hội đủ các điều kiện thì một cái tổ chức được gọi là chính quyền, thì nhân loại đã đi một bước đường thật dài cả hàng triệu năm, và đặc biệt là ít nhất cũng phải 3-4 ngàn năm nay là có kinh nghiệm tổ chức, rồi ít nhất cũng phải trên 2 ngàn năm nay là bắt đầu có hiến pháp, có quy ước, có định chế
Thì may mắn cho đến hôm nay thì nhân loại đã đi được một chặng đường dài về lĩnh vực này. Thì những nét cơ bản nhất để có thể loài người hôm nay gọi là một chính quyền thì gồm có những nét cơ bản sau đây. Đầu tiên, ba quyền lực lập pháp, hành pháp, tư pháp phải độc lập, ngang quyền và kiểm soát được nhau nhờ một bản hiến pháp văn minh, đạo đức, rõ ràng, khôn ngoan và ngăn ngừa độc tài. Cho nên nước nào chưa có cái hiến pháp này và chưa có được cái ba quyền phân lập này thì phải cố gắng hết sức để có một bản hiến pháp như thế, và phải tổ chức để ba cơ quan này phải độc lập và phải ngang quyền kiểm soát được nhau. Bất cứ một nước nào mà chưa có yếu tố cơ bản này thì chưa thể đó gọi đó là một chính quyền, mà chưa thể gọi đó là văn minh ổn định được. Rồi một tiêu chuẩn thứ hai, đó là những người mà đứng ra lãnh đạo dân chúng, dù là lập pháp, dù là hành pháp, thì phải được dân bầu trực tiếp một cách công khai, công bằng, minh bạch, trong sáng qua các cuộc bầu cử có cạnh tranh lành mạnh, công bằng giữa các tổ chức chính trị chuyên nghiệp có năng lực quản lý xã hội, điều hành công quyền. Và những người này phải được quốc tế giám sát, quốc tế thừa nhận. Rồi những người mà được bầu đó là người dân phải công khai coi như chấm điểm đánh giá là họ là người đạo đức, là chân thực, là những người có năng lực để chăm lo đời sống của người dân, đặc biệt là quan tâm đến những người bất hạnh yếu thế, rồi quan tâm đến hòa bình, đến môi trường, đến thăng hoa phát triển của gia đình nhân loại toàn cầu nữa. Cho nên nói tóm là phải được dân bầu trực tiếp, chứ không phải chỉ bầu gián tiếp hay là bầu hình thức. Rồi cái chính quyền này phải có một hệ thống đội ngũ nhân viên gần dân, đức hạnh và trí thức, có đời sống nhân bản, có đời sống tâm linh, chứ không được duy thần vô thần duy vật. Rồi họ quan tâm đến hành thiền, đến thành thạo hành chánh, ám thường kỹ thuật số, có tâm não khôn ngoan, rộng mở, toàn diện, toàn cầu, toàn vụ, chứ không phải chỉ bỏ hẹp trong lãnh thổ của mình. Rồi cái chính quyền này phải có những nhân viên là tôn trọng các nhân quyền và dân quyền chân chính của toàn dân, của các tôn giáo, của các tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức chính trị chuyên biệt theo các công ước của Liên Hợp Quốc. Riêng tại Việt Nam chúng ta thì chúng ta cần xây dựng cái chính quyền đó trên 5 nền tảng ngũ dân. Đó là trước hết xây nền dân đức, tức là thiết dân đức. Ít nhất thì phải có đức ba đức cơ bản, đó là trung thực, thương người và tự chủ. Thứ hai là mở mang dân trí. Thứ ba là tăng cường dân khí. Thứ tư là nâng cao dân quyền. Và thứ năm là thăng tiến dân sinh. Chúng ta cố gắng xây dựng Tổ quốc Việt Nam chúng ta, dân tộc Việt Nam chúng ta trên nền tảng ngũ dân này, rồi tương quan với nhân loại thì chúng ta cần xây dựng cho đất nước chúng ta và toàn dân chúng ta trên hai nền tảng cơ bản, đó là tự do và tình yêu. Thì cần xác định lại tự do là gì. Không phải như cả trăm ngàn cuốn sách viết về tự do nhưng mà thường là thiếu,
Bởi vì tự do người ta quan điểm đó nhiều khi chỉ là nô lệ điều ác điều xấu mà biện luận như vậy để dành cho được tự do đó, nhưng khi có tự do rồi thì làm điều ác điều xấu. Cho nên tự do chân chính thực sự chỉ có 6 chữ thôi, xin lỗi là 7 chữ thôi. Tự do là từ người làm thiện, tuy chỉ có 7 chữ nhưng lại đầy đủ. Tự do mà không tự nguyện thì không thể tự do, mà tự do mà tự nguyện rồi không làm thiện mà làm điều ác điều xấu thì cũng không phải tự do, bởi vì lúc đó đã là nô lệ điều ác điều xấu rồi. Cho nên tự do là tự nguyện làm thiện. Còn tình yêu là gì? Người ta làm phim, làm ảnh, làm thơ ca tụng tình yêu nhiều nhiều, nhưng thường tình yêu mà người ta đang ca tụng đó thường là tình yêu hưởng thụ và chiếm hữu, nó không phải là tình yêu chân chính. Tình yêu chân chính thực sự chỉ có 16 chữ thôi. Tình yêu là tự nguyện, chỉ dùng thiền để hiến thân tìm phúc cho người khác. Phải tự nguyện chỉ dùng thiền chứ không được dùng tham nhũng và thủ đoạn, mà phải hiến thân chứ không phải là không hy sinh. Rồi không phải để tìm phúc cho bản thân mà là tìm phúc cho người khác. Đó mới thực sự là tình yêu. Cho nên tình yêu mà đất nước chúng ta phải tiến lên xây dựng cho nhau, đó là tình yêu là tự nguyện chỉ dùng thiền để hiến thân tìm phúc cho người khác. Người Việt chúng ta sẽ tự hào đóng góp cho gia đình nhân loại hai quan niệm mới mẻ này, tự do và tình yêu, và cả nhân loại, cả Liên Hợp Quốc mà thống nhất để hiểu tự do và tình yêu như thế, rồi tìm cách xây dựng cho nhau, thì cả nhân loại sẽ có hòa bình. Xin cảm ơn, xin kính chào. Vâng, xin kính cảm ơn cha đã đưa ra những cái khái niệm chính xác, nó có cái tính chất thực hành nữa, về thế nào là nhà cầm quyền hiện tại và thế nào là một chính quyền của người dân trong tương lai. Và bây giờ thì xin kính mời quý thân hữu chúng ta cùng chia sẻ lời kêu gọi tuần lễ thứ 9, kêu gọi tổng biểu tình để cứu nguy tổ quốc.